Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tới kênh của mình. Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 vào tối ngày 8 tháng 12 năm 2019. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và sau đây là bảng xếp hạng huy chương. Đội chủ nhà Philippines với 98 huy chương vàng, 72 huy chương bạc, 84 huy chương đồng. Và bỏ cách khá xa đội thứ hai, đội Indonesia với 62 huy chương vàng, 57 huy chương bạc, 73 huy chương đồng. Và đội tuyển Việt Nam đã bám rất sát đội tuyển Indo với 59 huy chương vàng, 54 huy chương bạc, 68 huy chương đồng. Đội Thái Lan, đội chúng ta đã cách xa đội Thái Lan một chút. Đội Thái Lan bây giờ mới đang có 49 huy chương vàng, 64 huy chương bạc, 65 huy chương đồng. Tiếp theo đội Singapore, đội Malaysia, đội Myanmar. Đội tuyển Lào thì vẫn chưa có huy chương vàng. Còn đội Đông Timor đến thời điểm này thì đã giành được 2 huy chương đồng. Các bạn có biết tại sao đội Đông Timor giành được rất ít huy chương không? Tại vì đội Đông Timor, tất cả các thành viên sang Philippines thi đấu thì chỉ có 48 người. Đội tuyển Việt Nam thì có 666 người. Cũng khá là chênh lệch, nhưng mà vẫn là ít hơn các nước khác. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các video tiếp theo.